đường xá cũng rất là nhộn nhịp ha, đường xá rất là nhộn nhịp, vui chơi ăn uống đi dạo. Hôm nay thì trời mây khá là nhiều anh chị. Cảm ở đây của em có phở Phú Vương, người ta ăn uống cũng rất là nhiều ha, mua về. Sài Gòn mình ngày hôm nay thì thực sự là ăn ngoài nhiều lắm. Bẻ tay phải anh chị sẽ chạy về La Sang Hiền Vương với công trường dân chủ anh chị nha. Và những cái biệt thự ở đây anh chị thấy không, toàn là biệt thự không, nghe nó cũng thấy nó sang sang rồi đó, sang sang trong người. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Em hiện tại bây giờ đang đứng trên con đường Hoàng Văn Thụ. Đây là con đường Võ Tánh năm xưa thưa anh chị. Ở khu vực này là quận Tân Bình, phường 4. Và phía trước anh chị là chạy tới Lăng Cha Cả đó, hướng về khu vực phi trường Tân Sơn Nhất. Phía sau lưng của em con đường Hoàng Văn Thụ này, chúng ta chạy về ngã tư Bảy Hiền thưa anh chị. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày 3 tháng 4 năm 2022, bây giờ là 5 giờ chiều ngày Chủ nhật cuối tuần, và còn mấy tiếng đồng hồ vui chơi ăn nhậu của Sài Gòn mình nữa thôi, ngày mai là bắt đầu một tuần mới. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có ngày cuối tuần nhiều niềm vui, hạnh phúc và đầm ấm bên gia đình. Bây giờ thì em lang thang trên con đường Lê Văn Sĩ thưa anh chị. Lê Văn Sĩ nối dài với con đường Trần Quốc Thảo ngày hôm nay. Đối với con đường Lê Văn Sĩ, Trần Quốc Thảo năm xưa có tên là Trương Minh Dạng, Trương Minh Ký thưa anh chị. Và trong một cái buổi chiều cuối tuần, anh chị thấy là đường xá cũng rất là nhộn nhịp ha, đường xá rất là nhộn nhịp, vui chơi ăn uống đi dạo. Hôm nay thì trời mây khá là nhiều anh chị, phía trước anh chị có thể thấy đó, mây đen. Tuy nhiên thì không có mưa đó, và hôm nay thì ban ngày trời cũng khá là nắng. Năm giờ chiều anh chị ha, 5 giờ chiều mà mây nhiều quá cho nên trời thì có vẻ tối. Ở phía trước đây là Lăng Cha Cả thưa anh chị. Chúng ta đi tiếp tục con đường Hoàng Văn Thụ bên phải đó, chúng ta chạy về ngã tư Phú Nhuận, đi về chợ Bà Triệu, Lăng Ông và đi Hàng Xanh. Còn bên trái chúng ta quẹo về con đường Cộng Hòa với cái cổng Phi Long ngày xưa. Trong một cái buổi chiều ngày Chủ nhật cuối tuần, những cô đi mua ve chai và hoạt động miệt mài anh chị ha. Và đây là khu vực Lăng Cha Cả trong cái buổi chiều hôm nay, anh chị có thể thấy là khá là đông, nhộn nhịp. Và bây giờ thì em mời cô bác anh chị chúng ta quẹo phải nha. Chúng ta chạy về con đường Lê Văn Sĩ đây. Ngày xưa có tên là, đoạn này có tên là Trương Minh Ký anh chị. Hôm nay thì em sẽ mời cô bác anh chị chúng ta đi trọn vẹn con đường dài này tới cuối cùng là con đường Võ Văn Tần ngày hôm nay. Năm xưa nó là Trần Quý Cáp. Ở bầu trời tối đen anh chị. Đoạn Trương Minh Ký này thì anh chị thấy là bán rất là nhiều đồ, điện máy, cơ khí, ống nước. Con đường này ngày hôm nay nó cũng có một cái phố thời trang anh chị ha. Bên phải em ở đây là phường 2, phường 2 Tân Bình đó. Bán đồ điện, đồ điện rất là nhiều. Và ngay cái chỗ này thì chúng ta có một cái bùng binh đó, bùng binh nhỏ thôi. Bùng binh ngay chỗ này thì có rất là nhiều con đường anh chị. Ví dụ bên phải em là huyện Trọng Tuyển đây, đi về xóm Mai Ngọc Khuê, về con đường Mai Ngọc Khuê. Ngày nay là Nguyễn Thanh Tuyền.
Còn phía trước đây anh chị có con đường Ngô Thị Thu Minh, bên phải chạy về chợ Phạm Văn Hai. Con đường Phạm Văn Hai năm xưa có tên là Thoại Ngọc Hầu đó. Đây. Còn bên trái mọc một bên anh chị có con đường Bùi Thị Xuân Tân Bình. Ngay chỗ cái bùng binh nhỏ nhỏ này mà có rất là nhiều đường. Tính ra là 1, 2, 3, 4, 5, 6, ngã 6 luôn đó anh chị. Con đường Nguyễn Trọng Truyện thì anh chị đi về Phú Nhuận, Phan Đình Phùng. Ngày xưa là Võ Duy Huy. Wow, trời quá trời mây luôn, mù mịt. Đây, con đường Bùi Thị Xuân bên tay phải của em đây. Anh chị sẽ chạy về kênh Du Lộc anh chị ha. Và em lang thang dọc trên con đường Lê Văn Sĩ này, Trương Minh Trí. Cái góc phía trước thì còn có thư xá Kiến Thiết. Thư xá Kiến Thiết quẹo trên con đường Đặng Văn Ngữ đó anh chị, Huỳnh Quang Tiên ngày xưa. Phía trước đây là hình như chúng ta đi về con đường Phạm Văn Hai trước, ngày xưa là Thoại Ngọc Hầu. Trời muốn mưa ghê luôn anh chị ha. Không biết mây này nhìn thì em thấy là cũng không có mưa đâu. Mây không thấy chân mây. Con đường Lê Văn Sĩ ngay chỗ này thì nó là một cái phố thời trang á anh chị. Bên phải em là giáo xứ Tân Sa Châu. Chiều hôm nay thì đang có thánh lễ đó, ngày Chủ Nhật. Và chuẩn bị chúng ta bước về lễ lá rồi anh chị, chuẩn bị vô mùa phục sinh rồi. Chúng ta còn mùa chay, hôm nay là Chủ Nhật cuối cùng mùa chay rồi, Chủ Nhật tới là lễ lá. Bước vào tuần thánh thôi. Bên trái anh chị chạy về lại Hoàng Văn Thụ trên con đường Phạm Văn Hai này anh chị ha. Bên phải anh chị đi về chợ Ông Tạ. Đó, ngã ba Ông Tạ luôn. Wow, mây đen á. Trên con đường này cũng nhiều quán ăn, nhiều quán nhậu. Chưa kể những cái quán quần áo, giày dép, thời trang anh chị. Và trong cái mùa dịch thì cái con phố này nó cũng rất là vất vả, chật vật ha. Bao nhiêu là khó khăn, mặt bằng trả tùm lum hết. Bây giờ rất may là cũng hồi phục phần nào. Con đường khá là nhộn nhịp. Do đi cái bụi này trời mây nhiều quá cho nên có thể là cái hình ảnh nó cũng không có được đẹp lắm. Mong cô bác anh chị thông cảm. Ở đây của em có phở Phú Vương. Người ta ăn uống cũng rất là nhiều ha. Mua về Sài Gòn mình ngày hôm nay thì thực sự là ăn ngoài nhiều lắm. Những cái bữa cơm gia đình có đôi khi nó cũng rất là khó khăn anh chị. Mọi người mọi nơi, mọi người đi mọi giờ. Phở rất là thơm ha. Em thì ít ăn phở anh chị, thích ăn cơm thôi. Và hy vọng trong buổi chiều ngày hôm nay dạo phố như thế này gửi đến cô bác anh chị một vài cái hình ảnh quen thuộc của Sài Gòn, cũng như trên cái con phố kỷ niệm này. Lê Văn Sĩ, Trương Minh Giảng, Trương Minh Trí. Bên trái em là con đường Tân Canh, hình như là chạy về được đường Nguyễn Trọng Tuyển anh chị, là Nguyễn Minh Chiếu ngày xưa đó. Mây mù đen thui tối trời. Mà người dọc đường thì vẫn đông. Trời mát mát như thế này nhộn nhịp.
một buổi chiều của Sài Gòn. Khu vực này thì em vẫn đang đi, bên phải là phường 1 Tân Bình, ở bên trái là phường 10 Phú Nhuận. Ở xuống dưới kia thì chúng ta tới quận 3. Ở đây là con đường Đặng Văn Nữ đây anh chị, Huỳnh Quang Tiên ngày xưa, với bên phải của cư xá Kiến Thiết. Và phía trước thì bên trái của em có nhà thờ Ba Chuông. Anh chị có thể nhìn thấy cái tháp chuông đó, và một cái lối kiến trúc rất là đặc trưng, không lẫn vào đâu được. Bây giờ cũng đang có lễ cho anh chị ha. Đã, em dừng ở đây một chút để anh chị nhìn ngắm một vài cái hình ảnh nhà thờ Ba Chuông. Ở phía bên trái của em, ngay chỗ góc nhà thờ Ba Chuông, trong nhà thờ Ba Chuông thì có trường Thánh Thomas ngày xưa. Đó, bây giờ thì không còn cái trường nữa anh chị. Và bên trái con đường Đặng Văn Nữ, Huỳnh Quang Tiên này, anh chị sẽ đi về đường Nguyễn Trọng Tuyển luôn ha. Chúng ta cũng về đường Huỳnh Văn Bánh nữa. Bên phải thì anh chị chạy ra kênh Nhiêu Lộc, nơi cuối khu vực con đường Đặng Văn Nữ này có cô nhi viện Lâm Tị Ni ngày xưa. Bây giờ thì là cái trường hình như là trường Nguyễn Thái Sơn thì phải, trường tiểu học. Wow, mây đen quá anh chị, tối trời luôn, khắp Sài Gòn luôn, không riêng gì khu vực này. Hiện tại bây giờ là 5 giờ 15 phút chiều ngày 3 tháng 4 năm 2022. Cái khu này bây giờ có người thuê đang làm lại nè. Dần dần những cái khu nhà thì có người thuê hết, may quá. Rồi cũng hoạt động thôi. Còn cũng nhiều nhà chưa có người thuê đây anh chị. Tuy nhiên thì từ giờ tới cuối năm, và đặc biệt là những cái giai đoạn như là vào cái mùa Noel rồi Tết Tây cuối năm đó, sẽ rất là nhiều người kinh doanh buôn bán, và hy vọng những cái căn nhà còn sót lại chưa ai thuê sẽ có người thuê hết quý anh chị. Trời, ở đây nước đâu nhiều dữ vậy. Wow, trời chưa mưa mà nước ngập đường rồi. Quán nhậu, quán nướng và bia ở đây. Có những cái lúc đi trên một con đường thân quen nhưng mà chúng ta vẫn thấy nó khác lạ anh chị. Giống như con đường em đang đi đây, Lê Văn Sĩ ngày hôm nay, với cái bầu trời đen nghịt như thế này. Không biết ngày cuối tuần của cô bác anh chị như thế nào, có gì vui không? Ở đây là con đường Huỳnh Văn Bánh đây anh chị, Nguyễn Huỳnh Đức ngày xưa. Bên trái thì còn có con đường gì anh chị nhỉ? Trần Hữu Trang. Vào chợ Trần Hữu Trang là cái nghĩa địa phong thần đó. Còn bên phải thì anh chị đi Huỳnh Văn Bánh về đụng lại con đường Đặng Văn Nữ, Huỳnh Quang Tiên. Từ cái đoạn đường ray này, ở đây có một cái đường ray nè anh chị. Đó, từ cái đoạn đường ray này qua bên kia thì hết Trương Minh Ký rồi. Bên này là Trương Minh Ký đó. Từ đoạn đường ray này qua bên kia thì có thể là Trương Minh Dạng rồi. Thật ra thì trên cái con đường này em vẫn còn mơ hồ lắm, không biết cái khúc nào là Trương Minh Ký, khúc nào là Trương Minh Dạng. Ngày hôm nay thì nó có một cái tên đường chung là Lê Văn Sĩ. Em vừa mới đi qua cái đường ray. Đường ray chạy từ ga Sài Gòn, ga Hòa Hưng về đây. Gió thổi nè anh chị, gió thổi, lá rụng. Và bên tay phải của em những con hẻm, chúng ta có thể đi vào giáo xứ Bùi Phát, xóm đạo Bùi Phát. Trời tối mịt mờ ha.
Tuy nhiên như thế này thì cũng mát mẻ. À nhưng mà bây giờ cũng 5 giờ 15 phút rồi. Cho dù không có mây mù thì cũng mát trời thôi, chứ không có đến nỗi nắng nóng lắm. Ở đây anh chị có thể thấy rất là nhiều cái tiệm thời trang ha. Nó gần giống như là phố thời trang Nguyễn Trãi quận nhất vậy. Bởi vì nó toàn là những cái thương hiệu buôn bán đồ ở đây không, chứ không phải là những cái quần áo đổ đống giống như ở phố thời trang quận 5. Nhà ở đây thì thật ra em thấy nhà cũ cũng nhiều lắm anh chị, không phải là đều xây mới hết đâu, cho nên hy vọng là vẫn còn rất là nhiều cái kỷ niệm. Cô bác anh chị sẽ nhìn thấy được. Cùng là trên một con đường nhưng mà tí xíu nữa qua bên kia, đoạn đường Trần Quốc Thảo ngày hôm nay đó, anh chị sẽ thấy nó không có được như thế này, nó vắng vẻ hơn rất nhiều. Quận 3, đây là bên phải em là giáo xứ Vườn Xoài, bây giờ cũng bắt đầu có thánh lễ đó anh chị. Ngày xưa ở đây không biết là có cái vườn xoài hay không. Bên tay phải em, anh chị có thấy cái tòa nhà đang xây không? Tòa nhà đang xây đó. Đó là khu vực vị trí của rạp Minh Châu ngày xưa đó anh chị. Lúc này rạp Minh Châu lúc xưa, bây giờ thì xây chuẩn bị có một cái building ở cái khúc này. Ngày hôm nay thì nó vẫn có cái tên là Minh Châu City Plaza Minh Châu. Đoạn này thì em sắp tới ngã tư giữa con đường Lê Văn Sĩ và Trần Quang Diệu. Bên trái em là trường Trần Quang Diệu nè anh chị. Chúng ta thấy là lộ ra một cái khoảng trống rất là lớn, nhìn thấy được toàn cảnh ha. Bên trái con đường Trần Quang Diệu thì anh chị chạy về nối với con đường Trần Huy Liệu ngày hôm nay, Trương Tấn Bửu năm xưa, ngay góc cây xăng này đây. Còn bên phải anh chị chạy ra kênh Diệu Lộc. Em đứng ở đây, đèn đỏ anh chị. Chiếc mây phủ hết đen trời luôn. Mới 5 giờ mà nhìn như là chuẩn bị 6 giờ mấy rồi đó. Bây giờ thì em mời anh chị chúng ta chạy ngang chợ Nguyễn Văn Trỗi anh chị ha. Và ở đối diện với chợ Nguyễn Văn Trỗi thì chúng ta có những cái dãy nhà địa điểm năm xưa, cùng với đó là trường Đại học Vạn Hạnh, hôm nay là Đại học Sư phạm anh chị. Kể ra trên con đường Trương Minh Dạng thì cái đoạn này sẽ là cái đoạn rất là nhiều kỷ niệm, rất là nhiều cảnh vật thân quen. Chúng ta có lên cầu ha, cầu Trương Minh Dạng năm nào, có những cái nhà xưa, hình ảnh kỷ niệm ở đây, ngôi chợ ngày hôm nay nó có tên là chợ Nguyễn Văn Trỗi luôn anh chị. Một thời gian sau năm 75 thì
con đường này có một thời gian có tên là Nguyễn Văn Trỗi, và từ đó cái chợ này cũng là chợ Nguyễn Văn Trỗi luôn. Và sau này thì người ta cũng đổi qua con đường Lê Văn Sĩ rồi, nhưng mà cái chợ thì vẫn không đổi tên. Những người bán trái cây trước chợ này, vịt nướng lá mắc mật này, giò heo rút xương. Đó, bên tay trái của em là có Đại học Vạn Hạnh năm xưa, cùng với chùa Pháp Hoa thưa anh chị, ngay chân cầu. Bây giờ đó là trường Đại học Sư Phạm đây. Đây anh chị, có bưu điện nữa nè, quán nhậu ha, dê rồi bê rồi đủ thứ hết. Nếu anh chị gọi phải kênh Du Lộc thì anh chị sẽ đi trên một con phố ăn nhậu vào những cái ngày cuối tuần rất là nhộn nhịp thưa anh chị. Bây giờ em mời anh chị băng qua cầu Lê Văn Sĩ anh chị ha, tức là cầu Trương Minh Dạng ngày xưa đây. Chúng ta sẽ đi qua bên kia cầu, đó là con đường Trần Quốc Thảo ngày hôm nay. Và bắt đầu từ bên Trần Quốc Thảo, anh chị sẽ thấy một cái bộ mặt khác. Nó sẽ không còn buôn bán sầm uất và nhộn nhịp giống như phía bên đại cầu nữa anh chị. Con đường hai bên tranh Nhiêu Lộc, Hoàng Sa và Trường Sa. Đó, bên trái anh chị cứ chạy thẳng về chợ Thị Nghè. Ở đây chúng ta có chung cư Trần Quốc Thảo anh chị. Và con đường này là con đường Trần Quốc Thảo ngày hôm nay. Năm xưa là Trương Minh Dạng anh chị ha. Một buổi chiều Chủ nhật và lang thang những cái hình ảnh phố cũ như thế này của Sài Gòn, thông thả lắm anh chị, thông thả và thư thái. Bên tay phải của em thì là con đường Kỳ Đồng đó, anh chị chạy về dòng Chúa Cứu Thế ha, có thể về luôn được ga Sài Gòn ngày hôm nay. Em sẽ đi từ từ trên con đường này. Bên trái của em là có khu vực xóm Chùa Miên. Đây là bệnh viện tai mũi họng hay sao anh chị, bệnh viện tai mũi họng. Đúng rồi anh chị, bệnh viện tai mũi họng thành phố đó. Và bên này thì là quận 3 rồi. Quận 3 với những cái căn biệt thự, với những con đường mang tên thi sĩ, và với những con đường trống vắng. Với những con đường trống vắng, anh chị có thể thấy cái hàng cây ngày xưa cũng lớn lắm, bây giờ người ta chặt, người ta đào, trồng cây mới nó nhỏ hơn. Và có những cây bị tỉa hết nhánh rồi, nhìn nó trống trải hơn một chút anh chị. Nhưng mà ban ngày đi trên con đường này nó vẫn rất là mát nha. Bắt đầu từ cái đoạn này thì có rất là nhiều cái nhà cơ quan của nhà nước, các cấp bộ ngành tứ lung tung, rồi nhà của người có công, nhà khách chính phủ, nhà tùm lum. Ví dụ bên trái em có nhà sách Sự Thật, nhà xuất bản, nhà xuất bản chính trị quốc gia, nhà sách Sự Thật. Con đường bên trái em là con đường Trần Quốc Toản, ngày xưa nó là Nguyễn Đình Chiểu đó anh chị, chạy từ khu vực Tân Định đi về đây. Còn ngay ngã tư này, con đường Võ Thị Sáu, ngày xưa là Hiền Vương. Bên mé tay phải anh chị sẽ chạy về La Sang Hiền Vương với công trường Dân Chủ anh chị nha. Và những cái biệt thự ở đây anh chị thấy không, toàn là biệt thự không, nghe nó cũng thấy nó sang sang rồi đó, sang sang trong người.
những cái khu biệt thự ngói đỏ tường vàng với những hàng cây, và nó ẩn mình sau những cái bức tường rào. Ngày xưa em không hình dung được cái khu này nó như thế nào, nhưng mà có vẻ như nó sẽ là một cái khu rất là yên bình, yên tĩnh và gọi là không khí trong lành lúc xưa, với những cái hàng cây xe cộ thì ít nữa. Và tất nhiên cái khu này nếu mà để mà ăn chơi ngày xưa thì em nghĩ là không nhiều, nó những cái khu biệt thự để nghỉ dưỡng thôi. Ở đây là con đường Tú Sương, bên trái anh chị chạy về đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ha, tức là công lý, còn bên phải là anh chị đi về cái khu bệnh viện mắt Sơn Môn gì đó. Những cái khu nhà cũ này hiện nay nó vẫn còn một vài ngôi nhà ở đây. Đối với con đường phía trước anh chị đang thấy đây là con đường Điện Biên Phủ ngày hôm nay, năm xưa là Phan Thanh Giản anh chị. Bên trái anh chị sẽ chạy về từ Hàng Xanh ha. Hôm nay em ngày Chủ Nhật, và tại sao anh chị thấy là em lại lựa chọn một con đường nó khá là lãng mạn một chút. Nó lãng mạn một chút anh chị ha, với hàng cây, với những căn biệt thự. Một buổi chiều ngày Chủ Nhật em muốn đi những cái con đường nó thư thái, có nhiều cảm xúc. Vừa để cô bác anh chị ôn lại những cái hình ảnh kỷ niệm ở đây, vừa em cũng muốn vừa lang thang kiếm tìm một chút cái không khí nó yên bình anh chị, trên con đường Trương Minh Dạng, Trương Minh Chí này. Bên trái có hội Liên Hiệp Phụ Nữ đó anh chị ha. Ở mình thì rất là nhiều hội, kể ra là như vậy, nhiều hội lắm, nhưng mà những cái hội thì lập ra như vậy không biết là khi mà có những cái thiệt thòi nào đó thì không biết là có cái sự giúp đỡ nhiều hay không. Đây là Ngô Thời Nhiệm đó anh chị, những con đường quận 3, hội phụ nữ này, hội thanh niên, hội thiếu nhi, hội người khuyết tật, hội người mù, khiếm thị, rồi quá trời hội luôn. Chà, ở đây thì mới thấy, anh chị thấy là trống vắng ghê không? Trời tối, bên phải là trung tâm chính trị, bên trái của em là trung tâm mục, không phải tòa tổng giáo mục anh chị, bên trái đây là tòa tổng giáo mục. Tổng giáo mục với một cái kiến trúc rất là đẹp, như một căn biệt thự vậy đó. Đây, em quẹo vào đây. Đây anh chị, như là một căn biệt thự á đó, rồi cùng với cái mái ngói rất là cũ đó. Ngày hôm nay thì sáng nay em cũng mới nhận được cái bức thư của tòa giám mục đây, về cái vấn đề xây dựng nhà thờ Đức Bà anh chị, cũng chưa có xong đó, bây giờ cũng cần thêm một chút cái kinh phí. Chủ Nhật lễ lá tuần này thì mọi người sẽ tùy tâm và đóng góp một chút rồi đó. Em cũng hy vọng nhà thờ Đức Bà xây nhanh xong, cũng lâu quá rồi, trùng tu nhưng mà cũng lâu quá rồi, chưa xong. Đây là ngã tư đường Nguyễn Đình Chiểu anh chị ha, với đường Trần Quốc Thảo. Đối với đường Nguyễn Đình Chiểu này thì ngày xưa là đường Phan Đình Phùng đó anh chị. Bên phải thì anh chị sẽ chạy về khu vực đường Lý Thái Tổ ha. Và trên con đường Nguyễn Đình Chiểu này thì nó cũng là một cái con đường rất là đẹp, em cũng rất là thích đi vào những cái ngày cuối tuần hoặc là những cái buổi trưa nắng gắt. Ở đây thì chạy tới cuối đường rồi anh chị, chúng ta đang đi về cái
đoạn đường Võ Văn Tần, ngày xưa là Trần Quý Cáp đây. Với những cái hình ảnh này, em hy vọng cô bác anh chị ôn lại những cái kỷ niệm, một chút cái kỷ niệm nào đó trong những cái ngày đầu tháng 4 này anh chị ha. Rồi, ở đây thì em sẽ dừng lại một chút để anh chị nhìn một vài cái căn nhà ở đây, căn nhà cũ ở đây. Bên tay phải thì anh chị sẽ đi con đường Võ Văn Tần, Trần Quý Cáp này, chạy về đường Cách Mạng Tháng 8, Lê Văn Duyệt anh chị. Và em cũng chạy một đoạn như thế này nữa. Con đường có lá me, hôm nào em sẽ lang thang trên con đường Võ Văn Tần này, Trần Quý Cáp. Ở bên tay phải của em ở đây là Sài Gòn Tourist anh chị. Anh chị có thể thấy là đây là có những cái mức giá nè. Đó. Đây là đi Pháp, Luxembourg, Đức, Bỉ, Hà Lan, Hungary, Slovakia, Áo, Séc, Đức. Giá chỉ từ 40.900.000. 40.900.000 thì gần 2.000 đô anh chị. Nó tầm khoảng chắc 1.800. Khoảng cỡ đó, 1.800.000. Du lịch 5 nước châu Âu. 245. Tức là cái dòng trên là 5 nước, dòng dưới là 5 nước anh chị ha. 8 ngày 7 đêm có số hotline. Bên này thì có anh chị có thể thấy là hôm nay bắt đầu du lịch rồi ha, người ta đang còn thu hút khách. Đây là đi Seoul, Nami, Everland 13.800.000, tức là đâu đó khoảng chừng 600 đô thôi, 5-600 đô thôi. Bên kia đi Nhật Bản, khởi hàng tuần luôn, đi Nhật Bản ha, đi hàng tuần luôn. Tokyo, Yamanashi, Fuji là 28.900.000, khoảng chừng 1.63, khoảng chừng 1.300.000. Đó, thì đây là những cái chương trình đi du lịch. Còn đây là cái cổng đi vào của nhà hàng tiệc cưới Hòa Bình. Đó. Hòa Bình Resort Vietnam Airlines. Cái này không phải của Sài Gòn Tourist anh chị, em nhầm, trong này có một cái biệt thự to lắm. Cái này là du lịch, công ty du lịch Hòa Bình, không phải là của Sài Gòn Tourist. Ở đây là con đường Trương Định đó anh chị ha. Trương Công Định, đoạn thị điểm ngày xưa. Và chúng ta cũng còn một đoạn nữa thôi là chúng ta tới đường Cách Mạng Tháng 8 rồi, Lê Văn Duyệt. Bên trái của em đây là trường Đại học Mở. Phía trước đây là con đường Bà Huyện Thanh Quang đó anh chị, Bà Huyện Thanh Quang. Bên trái anh chị quẹo về đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hồng Thập Tự anh chị ha. Bên phải thì chúng ta không có đi được. Và ngay cái vị trí này thì chắc là em cũng xin tạm dừng các clip của mình thưa anh chị một chút buổi chiều ngày Chủ Nhật. Mời cô bác anh chị lang thang trên những cái con đường thân quen của Sài Gòn, một chút cái cảm xúc, một chút cái cảnh vật cũ. Và hy vọng cô bác anh chị có những cái giây phút lang thang thật là thú vị cùng với Sài Gòn hôm nay. Một lần nữa xin chúc cô bác anh chị luôn bình an, hạnh phúc. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên tâm Sài Gòn hôm nay. Và đừng quên để lại cho em một like, share, subscribe để nhận được những clip mới mỗi ngày. Bye bye.